Các bạn thân mến, mỗi đứa trẻ được sinh ra thì có đứa phải chạy thật lực và không ngừng cố gắng để có thể leo lên vạch đích. Nhưng mà có những đứa thì vừa sinh ra thôi, chắc là phải bay máy bay phản lực thì mới có thể lùi về đến vạch đích đấy các bạn ạ. Và điều đáng nói hơn là các rich kids này vào những dịp đặc biệt thì họ thường được các bố mẹ tỷ phú của mình tặng cho những món quà mà thật sự là nếu như là người bình thường thì có nằm mơ hay là có kiếm cả đời thì cũng không thể mua nổi. Vậy thì các bạn có tò mò muốn biết là họ đã được tặng những món quà xa hoa như thế nào hay không? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn cho món quà mà bạn mong muốn được tặng nhất nhé. Không để các bạn phải chờ lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy đến với video ngày hôm nay. Thứ nhất, đó chính là du thuyền và chạy ngựa. Nếu phải kể tên thì chắc chắn người đàn ông thuộc top giàu nhất nhì thế giới này không thể vắng mặt trong danh sách ông bố của năm được rồi. Người mà mình muốn nhắc đến đó chính là Bill Gates, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Microsoft, người nắm giữ khối tài sản lên đến 124 tỷ đô la và cũng là người liên tục xếp top 1 người giàu nhất hành tinh từ năm 1993 cho đến tận năm 2007 trong bảng xếp hạng của Forbes đấy các bạn ạ. Được biết thì người đàn ông này có cách dạy con rất khác biệt so với những tay tỷ phú khác. Khi hầu như trong các chuyến đi du lịch thì ông toàn được ngồi hạng khoang thương gia, còn ba đứa trẻ nhà Gates lúc nào cũng phải ngồi khoang hạng phổ thông để giáo dục cho chúng rằng có làm thì mới có ăn, không làm thì chỉ có nhịn mà thôi. Nhưng mà các cụ có câu, ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng. Thế nên trong ngày sinh nhật của Jennifer, cô đã thủ thỉ vào tai bố mình rằng cô rất thích trở thành một vận động viên cưỡi ngựa. Ông bố ban đầu cũng băn khoăn lắm, nhưng rồi ông quyết định mua luôn một trang trại ngựa có giá lên tới 37 triệu đô la, tương đương với 853 tỷ đồng. Chưa hết, món quà cưới mà ông Bill dành tặng cho cô con gái là một siêu du thuyền sang chảnh với đầy đủ tiện nghi, không khác gì một cái biệt phủ trên biển trị giá 645 triệu đô, tức là vào khoảng 15.000 tỷ cơ đấy. Đây là một con số mình cảm thấy quá choáng váng khi mà nếu tưởng tượng ra cái sấp đô la kia mà mua được cả hàng mấy cái nhà Hà Nội, chứ nói gì các tỉnh khác. Tiếp theo là một món quà bự như chính cái tên của nó và khiến ai cũng phải ngã ngửa cái giá trị của nó đấy. Vị trí thứ hai, biệt thự. Thường thì nếu mà có ý định mua nhà thì bố mẹ cha cũng chỉ hỗ trợ phần nào tiền mua đất, làm móng hay là quét sân tường thôi, chứ mấy ai được tặng quà khủng như anh chàng này được. Và các bạn biết không, trong bốn đại gia đình quyền quý và có sức mạnh ảnh hưởng nhất Ấn Độ thì gia đình Kirama rất nổi tiếng vì được biết đến là nhà sáng lập hãng bất động sản và dược phẩm lớn nhất quốc gia đông dân thứ nhì trên thế giới đấy. Mà hẳn ai cũng có thể biết được, mỗi cái hợp đồng nhà nho nhỏ thôi cũng kiếm được vài triệu đô la, ít, chứ trăm triệu đô la cũng có luôn. Mà để thưởng nóng cho anh con trai có tên là Anna Pirama, vì rước được cô vợ quý về nhà nên ông bố chỉ biết phạm nhẹ cho hai vợ chồng cái căn biệt thự đơn sơ có giá lên đến 61 triệu đô và đổi ra tiền Việt thì cũng tầm 1.500 tỷ chứ mấy. Và không chỉ có mỗi căn biệt thự đó đâu, mà bữa tiệc hôm đó cũng được tổ chức cực kỳ long trọng và thu hút hàng triệu lượt khách đến chúc mừng cho cặp uyên ương duyên dáng này. Ghê không? Đúng là con nhà giàu thì quà cưới nó phải trâu như thế chứ. Vị trí thứ ba, tặng vàng đeo chĩu cổ ngày cưới. Có bạn nào ở đây đã kết hôn hay chưa? Và bạn từng được bố mẹ cho mấy cây vàng? Comment chia sẻ đi nào. Các bạn thân mến, như chúng ta vẫn thấy thì trong tất cả các lễ cưới, thường thì bố mẹ luôn tặng vàng cho con dâu hay con rể. Với gia đình bình thường thì tùy hoàn cảnh, nhưng mà chắc căng lắm thì cũng tầm 1, 2 cây vàng, còn cái tầm cỡ đại gia thì không thể sương sương như vậy được. Và được biết trên mạng xã hội thì dân tình không khỏi xôn xao và choáng não khi nhìn thấy những cô dâu Trung Quốc được tặng hàng đống vàng đeo phun hết từ các ngón tay cho đến cổ tay và thậm chí nhiều quá còn phải sâu chuỗi thành nhiều những chuỗi vòng khác nhau. Tất cả những người có mặt đều phải ồ lên ngạc nhiên khi nhìn thấy đống vàng khổng lồ mà cô dâu đeo trên người. Trong khoảnh khắc đó, dường như tất cả mọi thứ xung quanh, bao gồm cả dàn siêu xe bạc tỷ đón dâu cũng bị lu mờ. Được biết, tổng số vàng mà những cô dâu các bạn thấy thì theo ghi nhận có cô đeo tới hơn 40 chiếc, còn có cô thì đeo tới cả 100 chiếc và sâu thành những chuỗi lớn, không hiểu nổi là nặng bao nhiêu cân luôn. Và chưa kể cô dâu còn nhận được rất nhiều những quà tặng có giá trị khác như là tiền mặt này, hoa tai hay là nhẫn, lắc tay. Rồi thì còn chưa kể bất động sản như là đất đai, ruộng vườn, nhà cửa, chó chạy mỏi chân, cò bay gãy cánh thì nhiều vô kể. Nói thật, mình thấy các cô dâu vào ngày cưới mặc mỗi bộ váy rồi đi lại tiếp khách, đi xe các thứ là mệt đứt hơi rồi, mà còn đeo cả đống vào như kia, chắc muốn trẹo cả cổ luôn, mệt rũ xác chứ còn gì nữa. Nhưng mà thôi, phải mình thì mệt mấy con cũng đeo được tất. Đúng là đám cưới nhà người ta thì không bao giờ làm mình thất vọng. Mặc dù vậy, có rất nhiều những ý kiến trái chiều vẫn tỏ ra khó chịu và cho rằng đây là khoe mẽ chứ có gì đâu. Dù giàu đến cỡ mấy thì cũng không cần thiết phải làm đám cưới khoa trương như thế này. Rồi thì có người bảo rằng có khi cô dâu đến với chú rể cũng chỉ vì tham lam của cả nhà anh ta. Còn các bạn cảm thấy sao về cách mà cô dâu được tặng quà ngộp thở như thế này? Hãy comment ý kiến của các bạn cho mình biết nhé. Và tiếp theo là một món quà chắc có lẽ dễ thở hơn một tí.
Thứ tư, vòng cổ kim cương. So với những cô dâu ở bên trên thì có vẻ như gia đình giàu có bên Ấn Độ này có phần nhẹ nhàng, gọn gàng hơn đôi chút. Chính vì lẽ đó mà để giảm bớt chấn thương và sự nặng nề cho con cô dâu thì gia tộc Ambani, gia tộc giàu có nhất châu Á và cũng là top 10 gia đình giàu có nhất thế giới đã tặng cho cô con dâu mỗi một cái vòng cổ bằng kim cương. Chiếc vòng cổ này có tên là El Incomparable, tức là vô song, trị giá lên tới 55 triệu đô và quy đổi ra thì nó cũng rơi vào tầm 1.300 tỷ nhẹ nhàng chứ chẳng vắng võng gì cho nó nặng nề. El Incomparable là chiếc vòng cổ kim cương nặng 407,48 carat. Điểm nhấn của chiếc vòng là viên kim cương màu vàng lớn nhất thế giới nặng 230 carat. El Incomparable được tổ chức kỷ lục Guinness trên thế giới công nhận là chiếc vòng cổ kim cương đắt nhất hành tinh. Với món quà cưới siêu xe xỉ này thì Scola Meta, cô con dâu nhà Nita Abani, có thể sẽ là nàng dâu mới hạnh phúc nhất hành tinh. Đúng là của ít lòng nhiều, và ngay sau đây là một trường hợp mà người ta nói sướng từ trong trứng quả là không sai tí nào. Thứ 5, nhẫn cưới kim cương và mô hình đồ chơi đắt tiền. Các bạn thân mến, gia đình đầm ấm của cô người mẫu Mỹ Kylie Jenner đã chào đón thành viên mới của họ là cô con gái Stormy. Điều đặc biệt là cô bé vàng trong làng đầu thai này vừa ngay sau hai cái sinh nhật đã tiêu tốn có 100.000 đô la thì ngay đến Giáng sinh lại được bà ngoại tặng cho nguyên một căn nhà đồ chơi mà phải là biệt thự cao cấp dành cho búp bê thì nó mới xứng tầm. Hơn nữa, mẹ của cô bé thấy ngón tay của con hơi trống trải nên phải mua cho một chiếc nhẫn kim cương 22 carat có giá lên tới 1 triệu đô, tức là 23 tỷ để lấp đầy những khoảng trống đó. Vị trí thứ 6, búp bê Barbie nặng kim cương. Hồi bé có bạn nữ nào thích chơi búp bê hay không? Con mình thì cực kỳ thích chơi món đồ chơi này và hồi đấy mua có 2.000 đồng một em mà thôi. Nhưng thật sự để mà so sánh ở đây thì mình khẳng định luôn là chẳng có bạn nào sở hữu được một em búp bê giống như của bé gái này đâu. Các bạn biết không, cặp đôi giàu có bậc nhất nước Mỹ là rapper Jay-Z và ca sĩ Beyoncé có một khối tài sản khổng lồ lên tới 1,35 tỷ đô la. Và các cụ nói rồi, tiền nhiều thì chết có mang theo được đâu. Nên để tiêu bớt chỗ tiền đó thì trong dịp Giáng sinh của cô con gái rượu là Blue Ivy Carter, cả hai vợ chồng đã tạo một bất ngờ nho nhỏ bằng cách tặng cho cô một con búp bê Barbie. Nhưng tất nhiên đây không phải là một con búp bê bình thường mà trên người nó tính tổng ra cũng phải tới 160 viên đá quý được đính ở trên đó. Món quà đơn sơ này có giá 80.000 đô la, tức là gần 2 tỷ đồng rồi đấy. Thậm chí cảm thấy cô con gái có chút không vui nên sau khi nhận được món quà, cặp đôi này còn chi thêm 1 triệu đô la để sắm lại đồ đạc và trang trí phòng cho vừa lòng gái cưng. Và sau đây là món quà cũng có nhiều điều thú vị và ấn tượng lắm đấy. Thứ 7, áo khoác của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Các bạn thân mến, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson đã ra đi, nhưng những đồ vật mà ông để lại thì vẫn luôn có giá trị về mặt vật chất và tinh thần cho những ai là fan cứng của ông ta. Và để đáp ứng mong muốn nhỏ nhoi của đứa con thì cặp vợ chồng nhà này đã mua đứt luôn món quà mà ngôi sao này đã từng mặc trên sân khấu đó nhé. Có thể nói, món đồ vật mà một khi đã được đem đi đấu giá thì chẳng phải rẻ mặt gì. Nhưng chỉ vì cô con gái của cặp vợ chồng Kanye West và Kim Kardashian nói mình là fan của ca sĩ quá cố này nên họ đã mua một chiếc áo khoác của ông chàng nhạc pop với giá 65.625 đô la. Nhẹ nhàng, bay nhẹ tỷ rưỡi của bố mẹ chứ chẳng đáng bao nhiêu. Chả biết mua xong về, cô con gái này có mặc lên người rồi đi khoe khắp nơi hay không, hay lại xếp trong tủ kính để ngắm nhìn cũng nên. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về 7 món quà xa hoa và đắt nhất thế giới mà đã được các đại gia tặng cho những người con của mình. Bạn ấn tượng với món quà nào nhất và bạn muốn sở hữu món quà nào nhất? Hãy để lại bình luận xuống bên dưới để cho mình cùng biết với nhé!